Bàn thờ nói riêng và đồ nội thất gỗ nói chung thì mấy năm nên tân trang lại một lần. Sửa mộc Mạo Khê, sửa mộc Phong Nhàn Mạo Khê, Đông Triều Quảng Ninh. Xin chào tất cả quý khách hàng. Thì ngày hôm nay thì mình xin giải mã về cái việc bàn thờ sửa như thế nào và mấy năm sửa lại một lần. Đây các bạn xem, hôm nay mình đang sửa cho khách hàng tại Kinh Môn, Hải Dương. Chiếc bàn thờ đầu tiên đấy, chiếc bàn thờ đưa về ấy, thì là mình phải rửa sạch sẽ bằng xà phòng và nước xịt cao áp. Đây, nếu mà có vòi xịt rửa xe máy được thì càng tốt, xịt thật sạch, đánh rửa sạch sẽ. Sau đó, sau khi mình để khô thì mình sẽ kiểm tra xem là nó có những cái vết lất gì không và có những cái vết xất sát gì không để mình chỉnh sửa. Rồi là mình đánh giấy ráp bằng máy, đánh giấy ráp mịn nhưng mà đánh bằng máy và hàn bằng tay. Đấy, tất cả là đều phải đúng quy trình. Đây này, đánh giấy ráp bằng cái máy quật nhỏ nhá, đừng dùng máy quật to. Khi mình sửa lại hàng với khách hàng thì mình không nên dùng máy quật to. Máy to đánh thì nó sẽ bị chỗ bật, chỗ không, sẽ ảnh hưởng đến cái mỹ quan sau này của cái sản phẩm. Đấy, đánh hết giấy ráp xong xuôi đâu đấy là mình sẽ kiểm tra xem là chỗ nào nó vỡ, nó lứt nát, nó cong vênh thì mình sẽ hàn bằng keo, bằng cốn. Đây này, giả dụ những cái chỗ lứt như thế này này, đấy là phải hàn hết. Đấy, hàn bằng keo hoặc bằng cốn vào. Chỗ nào cong vênh là mình phải ép bằng đinh, bằng vít, bằng cốn. Phải đánh giấy ráp như một cái sản phẩm mới làm, đánh nhẵn nhụi. Đấy, kiểm tra những chỗ sất, những chỗ sất như này này. Đấy, tất cả những cái sản phẩm mỹ nghệ là không tránh khỏi những cái việc sất sát sau nhiều năm sử dụng. Thì mình xin nói qua là chiếc bàn thờ này là gia chủ đã sử dụng được 10 năm và chiếc bàn thờ này chính tay mình sản xuất 10 năm qua và hiện nay là mình đang chỉnh sửa lại cho gia chủ. Sau đó là mình sẽ tính cái màu lệch màu, cái chỗ màu sáng màu và màu tối. Chẳng hạn như cái có những chỗ này là nó sẽ tối màu này. Đấy, còn cái này là sáng màu. Thì là mình sẽ phải cân màu để cho nó có cái gam màu giống nhau. Đấy, mình phải cân theo cái màu đấy để cho nó có cái gam màu giống nhau. Đấy. Sau đó mình màu lót xong xuôi, bắt đầu là mình mới phun bóng cái sản phẩm. Thì mình cũng xin giới thiệu lại với mọi người, đây là cái sản phẩm mà mình đóng cho gia chủ ở tại Kinh Môn Hải Dương là 10 năm nay rồi. Và bây giờ gia chủ là xây lại nhà mới cho nên là mình sửa lại cho gia chủ. Và mình đang nói về cái khó khăn khi sửa lại những cái sản phẩm cũ, là nó phải đúng quy trình như vậy thì là lên cái sản phẩm nó sẽ tương đối là đẹp, mặc dù là nó không được như mới đâu, nhưng mà về cơ bản là nó sẽ rất là đẹp, bóng đẹp, lành lặn, nhưng mà để như này sửa sang hoàn thiện trên cái phòng trước. Về cái chất gỗ thì các bạn yên tâm là sử dụng 10 năm rồi thì nó cong vênh mối mọt là nó sẽ không có rồi. Đấy, rất là hoàn chỉnh. Đấy, thì ngày hôm nay thì mình cũng xin giải mã với khách hàng về hai cái việc. Thứ nhất là cái đồ nội thất trong nhà sau một thời gian sử dụng, ví dụ như khoảng độ 10 năm thì chúng ta nên sửa sang lại cho nó mới, bởi vì gỗ nó là đồ tự nhiên, nó sẽ bị cong vênh, nứt nát và nó sẽ cũ cái màu sơn đi. Mình khoảng 10 năm thì mình sẽ sửa sang lại để cho nó mới, nhưng mà để như này nó đẹp hơn trên cái phòng trước. Đấy, còn đâu về phần sửa sang lại thì là nó phải đúng quy trình. Nói chung là cũng rất là tốn công, vất vả, nhưng nó sẽ được lại một cái sản phẩm đẹp hơn.
Là mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video, và nếu như ai có nhu cầu sửa sang làm mới lại cái đồ nội thất cũ cũng như là bàn thờ cũ thì cứ liên hệ với mình theo số điện thoại mình đã ghi ở trên, với xưởng mộc Phong Nhàn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn khách hàng đã theo dõi video.